Rồi, đầu cái video thì cho Tùng xin mến chào quý ông bà cô bác anh chị em gần xa nha. Chúc quý ông bà cô bác anh chị em gần xa luôn luôn được nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ nha. Hôm nay thì mấy anh em đi thả lưới mò tôm bắt cua. Hôm nay đi có anh Quý nè. À, đi anh Út nữa. Rồi với thằng nhóc. Chào cả nhà. Rồi bốn thầy trò hôm nay sẽ đi vô trong cái khuôn lá trong đó đó nha nhà. Có cái dũng sẽ mò tôm bắt cua. Này theo lưới thả nè. Có tôm có cua gì đó Tùng sẽ quay và ghi hình cho quý ông bà cô bác anh chị em gần xa xem nha. Quý ông bà cô bác anh chị em gần xa xem video thấy hay thì ủng hộ cho bốn anh em. Nhớ xem hết cái video hôm nay Tùng sẽ mò tôm bắt cua để được cái gì nha. Bây giờ mấy anh em sẽ tiến hành để đi vô mấy cái dũng để mò tôm bắt cua cả nhà. Hy vọng là hôm nay đi có thành quả để quay cho cả nhà cùng xem nha. Giờ mời cả nhà theo chân bốn anh em trải nghiệm vào cái khuôn lá phía trước này có dũng. Cả nhà ơi, dựng hai mình mới bắt được con cua nè. Cua nó nằm trong cái bọng luôn cả nhà. Cua càng bự ha cả nhà. Cua nằm trong cái bọng. Phóng quá là bự luôn. Sợ nó bò vô cả nhà. Bò móc giật đại. Con cua. Con cua rồi cả nhà. Chà, trời ơi. Cá nó chèo ghê. Thang kiếm hiếm có cua bự như thế nhỉ. Khơi trên bờ. Cái vỏ bỏ vô. Cái vỏ nó sợ nó bò nữa. Bỏ vỏ vô. Chậm. Bỏ vô. Cắt máy chưa? Đem cá ra tôm đây coi. Vô mánh nè cả nhà ơi. Cái đầu mày vô mánh. Vô mánh thì nó về vô mánh đi. Cá tôm. Cua cá. Vô đây. Bên lúc ra được vô. Bọc luôn. Quá trời. Nè hai cậu cầm ơi. Bữa này ra. Hai tụng tôm, cá, cua. À giờ mấy anh em tắm rửa rồi nhảy. Để chính ra tôi được 4 con cua. Tắm rửa về. Bữa nay không có quay gì được ta. Cảm ơn nhóc. Thôi lên. Đó. Về nhà kho cốc cát ăn cơm coi. Đây nhiều cá nhiều tôm. Cá. Rồi bây giờ mần cá cốc cát. Chiên. Ngon tôm càng xuống con cát.